Thưa quý vị và các bạn, hiệu trưởng hai trường mầm non trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh vay mượn hàng trăm triệu đồng của các giáo viên trong trường để xây dựng cơ sở vật chất trường học. Tuy nhiên thì tới khi các hiệu trưởng này về hưu hay là chuyển công tác thì số tiền nợ giáo viên vẫn chưa được trả hết. Để xác minh thông tin này thì phóng viên của VTC đã trực tiếp làm việc với các bên liên quan. Bà Trần Thị Hợi, hiệu trưởng đương nhiệm trường mầm non thị trấn Cẩm Xuyên cho biết, khi về nhận công tác ở trường, hiệu trưởng tiền nhiệm là bà Trần Thị Thanh có bàn giao 650 triệu đồng tiền nợ nhà thầu và một số khoản tiền nợ giáo viên. Song bà Hợi chỉ nhận 450 triệu đồng tiền nợ công trình và đã trả được 80 triệu đồng. 80 triệu đồng này cũng chính là số tiền mà bà Thanh đã vay lương tháng 6 năm 2016 của giáo viên để chi trả nợ công trình ghép gạch block khuôn viên nhà trường. Vì vậy, tin đồn bà Thanh mượn 22 quyển sổ lương của giáo viên đến giờ chưa trả là thất thiệt. 22 sổ lương để vay ngân hàng thì cái đó theo tôi là không có sự thực. Và tôi chỉ tiếp cận được là đồng chí Thanh, nguyên hiệu trưởng trường mầm non thị trấn đã vay lương của giáo viên một tháng lương tháng 6 năm 2016. Ba đồng chí Thanh đã trả cho giáo viên đến thời điểm này cơ bản ổn định. Sau khi cô Thanh về hưu á, thì có được sự bàn giao thì đã được số lương của giáo viên là được trả lại. Giải thích về sự việc này, bà Trần Thị Thanh, nguyên hiệu trưởng trường mầm non thị trấn Cẩm Xuyên cho hay, thời điểm năm 2012, cơ sở vật chất còn rất thiếu thốn, trường học xuống cấp nên bà đứng ra làm nhiều công trình. Vì chưa có nguồn ngân sách nên phải nợ nhà thầu và vay tiền giáo viên. Và bà cũng thừa nhận quy trình của mình làm không đúng, nhưng số tiền bà vay đều đầu tư vào việc công. Vay nợ nhà thầu lâu quá, vì vậy nhà thầu đòi. Cho nên là chúng tôi có vay lương tháng 6 của giáo viên và có cuộc họp vào tháng 5 2016. Xin hỏi ý kiến giáo viên có đồng tình vay hay không và giáo viên đã đồng tình 100%. Về phía chính quyền thị trấn và phòng giáo dục đào tạo huyện Cẩm Xuyên cũng có quan điểm phải làm rõ sự việc ở hai trường mầm non này để đảm bảo tính khách quan. Tuy nhiên, vì liên quan đến vấn đề tài chính nên cần thời gian để xác minh và kiểm tra. Tình hình diễn ra khá dài, và đặc biệt là các hiệu trưởng đã nghỉ hưu hoặc chuyển đổi công tác, nên việc xác minh xử lý là cần có thời gian. Đặc biệt lĩnh vực chuyên sâu về tài chính, chuyên phòng thì cần có hỗ trợ phòng tài chính và một cơ quan chức năng khác. Bất luận bà Thanh vay tiền giáo viên để đầu tư vào việc công hay mục đích lợi dụng để tư túi cá nhân, thì phòng giáo dục cũng như các cơ quan chức năng huyện Cẩm Xuyên cũng cần sớm xác minh làm rõ, không để ảnh hưởng đến quyền lợi của những người trong cuộc cũng như gây ra dư luận không hay về đội ngũ giáo viên.